Hello mọi người, đây là làn da của mình sau hơn một tháng peel đều đặn. Đợt trước thì nó có rất là nhiều kiểu mụn ẩn này, rồi thâm xung quanh, nói chung là nó không được đều màu lắm đâu. Rồi mình nhận được một cái lịch đi Hàn một tuần và mình nghĩ là ôi không thể nào mà mang cái làn da này sang Hàn được. Thế là mình đã tập trung đều đặn để peel da thì đây. Trên camera không biết mọi người nhìn có rõ không, nhưng mà thực sự ở bên ngoài thì mình đang thấy rất là ưng luôn. Vì nó mịn này, mụn ẩn không còn, tàn nhang thì đương nhiên không hết được, thế nhưng mà mịn và đều màu hơn. Đó, nhắc tới peel da thì mình thấy mọi người xung quanh vẫn còn rất là e dè dè chừng khi peel, nói chung mọi người sợ peel. Thì hôm nay cũng là ngày tới lịch peel da tuần này của mình, thì mình sẽ ngồi trước camera và peel da để mọi người thấy đỡ sợ hơn nha. Trước khi peel chúng mình cần phải cột hết tóc tai lên để tí nữa peel không bị dính vào tóc nhá. Tóc tớ vừa mới gội đầu, thế nên là tớ sẽ dùng cái băng đô này để kẹp lên. Và mọi người lưu ý là chúng mình chỉ peel trên một nền da khô và đã sạch. Vừa rồi thì tớ đã rửa mặt sạch sẽ rồi, thì mọi người có thể dùng tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt để làm sạch mặt rồi mới ra ngoài để peel nhá. Khi peel thì cái vùng da mà chúng mình cần phải lưu ý nhất đó chính là xung quanh mắt và môi. Vậy nên tớ sẽ thoa một cái lớp kem dưỡng để bảo vệ những cái vùng da này, để tránh là lúc mà mình thoa peel lên thì nó sẽ vào những cái vùng này ấy, thì nó rất là nhạy cảm mọi người. Hôm nay thì tớ sẽ peel bằng The Ordinary. Đây, ở đây tớ có hai chai, một chai tớ đã dùng gần hết rồi. Hôm nay lên video bóc tem luôn chai mới nhá. Mới tinh luôn. Đó, tớ sẽ cho trực tiếp lên trên da như thế này. Cho lên trên trán và bên má. Vừa rồi tôi thoa hơi nhiều kem dưỡng quá. Mình sẽ tán đều lên như thế này. Bạn này thì chứa 30% là AHA và 2% là BHA. Nếu như lần đầu sử dụng ấy thì sẽ thấy nó khá là châm chích khi vừa thoa lên, nhưng mà tớ dùng quen rồi nên là cái độ châm chích nó cũng chịu đựng được. Với tớ thì cái độ châm chích này ok thôi. Với những bạn nào mà lần đầu peel ấy thì mọi người có thể là thoa một cái lớp mỏng như thế này thôi là ok rồi. Nhưng mà tớ peel quen rồi thì tớ sẽ thoa dày hơn một chút xíu để nó có tác dụng tốt hơn ấy. AHA trong bạn này lên tới 30% thì nó sẽ có tác dụng là cải thiện bề mặt da của chúng mình rất là tốt, phù hợp với những ai mà có da bị sần sần bề mặt này, rồi da sạm xỉn không đều màu thì AHA sẽ hoạt động rất là tốt luôn. 2% BHA trong bạn này thì sẽ làm sạch lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn. Những bạn nào mà có một chút mụn ẩn thôi thì mọi người dùng bạn này sẽ rất là ok. Nhưng mà quá nhiều mụn ẩn thì mọi người lưu ý, cẩn thận không thì sẽ bị breakout nha. Bây giờ sau khoảng 2-3 phút thì mặt của mình bắt đầu châm chích rồi. Dù là đã quen thế nhưng mà vẫn bị châm chích, đặc biệt là vùng trán là mình hay bị châm chích nhất. Còn hai bên má thì mình cảm thấy rất là ok. Những bạn nào lần đầu ấy thì mọi người sẽ thấy cái cảm giác nó châm chích rõ rệt hơn, thì mọi người cứ cố gắng là đợi thêm khoảng 1-2-3 phút nữa, chứ đừng rửa đi vội nhá. Về thời gian peel thì mình sẽ peel trong 10 phút là thời gian mà nhãn hàng có hướng dẫn. Thế nhưng mà hầu như là mình cũng chỉ peel trong tầm 5-6 phút thôi mọi người ạ. Bây giờ thì tớ sẽ đợi thêm khoảng 3 phút nữa rồi đi rửa mặt. Cái này tớ dùng quen rồi, thế nên là càng để trên da thì tớ càng thấy nó không bị châm chích. Kiểu đến bây giờ ấy là gần như là không có cảm giác châm chích nữa, hoặc là có thì rất nhẹ thôi mà tớ không để ý thì không cảm thấy gì luôn cơ. Rửa mặt xong thì tớ sẽ lấy cái khăn khô này để lau sạch mặt đi. Bây giờ thì lúc mà cái peel này nó ở trên da ấy thì tớ không cảm thấy nó quá là ngứa hay là châm chích gì quá đâu. Thế nhưng mà rửa mặt xong thì bây giờ tớ mới thấy nó đang ngứa hết cái vùng trên trán của tớ đi. Nhưng mà đây cũng là hiện tượng bình thường thôi mọi người nhá. Và không biết trên camera thì mọi người có thấy mặt đỏ không? Còn bên ngoài thì lúc nào peel xong tớ cũng sẽ bị hơi li ti đỏ xung quanh má này. Bây giờ thì tớ sẽ phục hồi ngay lập tức cho da. Đây, tớ sẽ dùng cái B5 của nhà Sirico này. Cái bạn này thì thấm rất là nhanh và phục hồi da cũng hiệu quả nữa. Tôi sẽ bôi một cái lớp dày lên trên mặt cho nó kiểu ngay lập tức làm dịu với cả là giảm bớt ngứa đỏ của da ấy. Đợi B5 thẩm thấu vào da thì tớ sẽ chuyển sang đắp mask. Bình thường thì mọi người có thể bỏ qua cái bước mask này được, nhưng mà hôm nay tớ đang rảnh thì tớ cũng muốn là đắp mask, đồng thời là phục hồi da sau peel luôn.
Mask tớ dùng là bạn Mongership Mask của nhà Amphrom. Trời ơi, cái mask này siêu đắt luôn mọi người, nhưng mà đắp cũng siêu thích luôn vì thành phần có hơn 90% là chiết xuất từ ngải cứu. Nó rất là thiên nhiên, lành tính. Ngải cứu thì cực kỳ tốt trong cái việc là phục hồi da rồi đúng không? Đây, cái mặt nạ của nó mỏng dính này. Nếu mà có thời gian ấy, thì kể cả không peel mọi người cũng nên đắp mask tuần khoảng 2-3 lần nhé. Đắp mặt nạ giấy tầm 10 phút là có thể làm dịu da rồi, nhưng tiện có máy UFO thì tôi sẽ chọn chế độ ánh sáng xanh để giúp phục hồi da nhanh hơn. Dùng cái máy này kiểu như mini spa tại nhà mọi người. Bây giờ mình sẽ tháo mask ra và đây là làn da của mình sau khi peel và phục hồi. Không biết trên camera mọi người nhìn thấy rõ không, nhưng bên ngoài thực sự là mình đang cảm thấy rất là thích luôn. Kiểu nó mịn, mướt, đủ ẩm và căng bóng. Nếu như mọi người là da dầu thì có thể dừng ở bước này được rồi. Nhưng mà da của mình là da khô thì mình sẽ thoa thêm một lớp cream nữa. Với kem phục hồi thì mình luôn trung thành với cái bạn Sisabio này của nhà Bioderma. Mọi người nhìn cái tuyết này, nó đã kiểu sắp hết rồi ấy. Mình sẽ thoa một cái lớp mỏng mỏng thôi. Thoa tập trung vào má và trán là những cái vùng da vừa rồi peel mình cảm thấy nó rát và châm chích. Kem này thì phục hồi rất là tốt mọi người ạ. Cảm giác như là sau một đêm thôi ấy, là da được dịu đi. Bạn nào mà hay bị kiểu cháy nắng này hay là bị kích ứng nó hơi đỏ đỏ thì thoa bạn này chỉ sau một đêm thôi là đã thấy cải thiện tốt hơn rất là nhiều rồi. Và khoảng một tuần sau thì gần như là da sẽ không còn cái tình trạng đỏ rát hay là kích ứng nữa. Ok, vậy là mình đã peel xong rồi, mọi người thấy cũng không quá khó đúng không? Thì chỉ cần lưu ý cho mình 3 điểm sau. Đầu tiên là peel vào buổi tối, nên peel vào buổi tối trên một nền da khô sạch. Tiếp theo là sau khi peel thì không nên sử dụng các treatment tiếp như là AHA, BHA hay là retinol nữa, mà phải sử dụng các sản phẩm có khả năng phục hồi giống như là B5 rau má vừa rồi mình dùng. Cuối cùng là sau khi peel, ngày hôm sau khi peel thì cần phải chống nắng kỹ càng hơn. Nếu mà được ấy, thì nên ở trong nhà để da được bảo vệ tối ưu nhất. Còn nếu ra ngoài thì nên chọn những cái loại chống nắng có quang phổ rộng để bảo vệ da tối ưu nha. Vậy thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Peel không quá là khó đâu. Hãy làm theo hướng dẫn của mình để nhanh chóng có một làn da đẹp hơn nhé. Nếu như mọi người vẫn còn bất cứ một thắc mắc gì thì đừng quên là comment xuống phía dưới. Mình sẽ recommend trả lời mọi người nha. Bye!